Em Tuấn xin chào quý cô bác anh chị, chào quý đầu tư nha. Thì hiện nay em Tuấn đang đứng trên con đường 30m, một hướng là sẽ về khu vực đường 53m đường Lê Hồng Phong, chỉ cách chúng ta khoảng 150m thôi. Dạ. Và khu vực này là khu vực nhóm 1 đông dân cư nhất của dự án xây dựng Hà Nội. Dạ. Thì hôm nay anh chị và em Tuấn cùng đi khảo sát một lô đất mặt sau của dự án xây dựng Hà Nội, nằm trên con đường 12m. Anh chị và anh Tuấn cùng đi theo dõi nha. Đây, trước mắt quý cô bác anh chị, em Tuấn và quý cô bác anh chị đang đứng trước mặt lô đất nằm trên con đường 12m. Dạ. Mặt sau có đường 30m, lô đất có chiều ngang là 5m và trải dài sâu vào trong là 20m, tổng diện tích là 100m2, phun thổ cư, nằm thuộc nhóm 1 của dự án xây dựng Hà Nội. Dạ. Kế bên là dân cư ở rất là đông rồi, điện thì trên đầu rồi này. Trên bản đồ thông tin quy hoạch thì vị trí lô đất chúng ta đây có số tờ là 70, số thửa là 96, tổng diện tích là 100,2m2, nằm trên con đường 12m. Dạ. Khu vực này là đường mặt sau của đường 30m này, và đường một xẹt 17m và đi sâu vào lô đất này. Chỉ lô đất chúng ta là lô thứ tư thôi. Dạ. Rất là gần khu vực đông dân cư, khu vực này dân cư rất là đông rồi. Dạ. Còn đây là bản đồ của dự án này, thuộc nhà phố 1 này, mặt tiền sau của đường 30m này, khu vực khu dân cư này, sân bóng mini này, vườn hoa này, lô đất chúng ta đây, mặt sau của đường 30m đây. Dạ. Đấy, chung cư này, trung tâm thương mại nằm ở đây, nhà văn hóa đây, đường một xẹt luôn, rất là thuận tiện và đẹp. Dạ. Gần khu vực tòa nhà dầu khí, tòa nhà 18 tầng đấy ạ. Dạ. Rất là gần tòa nhà dầu khí thôi. Dân cư rất là đông này. Điện có sẵn rồi. Lô đất chúng ta là ở trên đường 12m, 5x20. Anh chủ đang đưa ra với mức giá chỉ với 1 tỷ 1 thôi, tức là 11 triệu trên mét vuông. Dạ. Giá này còn thương lượng một xíu. Dạ. Anh chị cảm thấy phù hợp, liên hệ với em Tuấn qua số điện thoại 0374 516 390. Em Tuấn còn rất là nhiều nguồn đất từ hơn 900, hơn 1 tỷ, hơn 2 tỷ, hơn 5 tỷ ở khu vực dự án xây dựng Hà Nội gửi đến quý anh chị. Anh chị quan tâm thì liên hệ với em Tuấn nha. Em Tuấn xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.